Hello mọi người, tôi đã quay trở lại rồi đây, he he. Thì 3-4 bữa nay tôi không cày tháp, do bận bịu một số việc nên bữa giờ tôi không cày được nha. Thì nay tôi sẽ tiếp tục leo tháp với màn hình dọc phần 2 nhé mọi người. Bữa tôi cũng có nhảy màn hình dọc một lần rồi nên nay tôi sẽ leo lại nữa, he he. Lần trước leo hơi non với lại video leo màn hình dọc lúc trước biết lỗi âm thanh nên tôi đã xóa. Thì các bạn đã vô học hết chưa mọi người? Cause I'm afraid of what's gonna come out. Life is but a dream. This can't be happening. Wake up, scream. I'm in a twisted reality. Life is but a dream.